Hi, xin chào tất cả các bạn các chị, mình là Nghĩa Nguyễn Trọng Nghĩa ở tại chung cư Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên mình chúc tất cả các bạn các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Và hôm nay mình xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái dòng xe phổ thông cũng như bình dân. Và sau đây mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chi tiết từng em nha. Và chiếc xe đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn các anh chị đó là chiếc xe Honda. Này là Honda của hãng SQM, không phải Honda mà mình gọi là hãng SQM á. SQM đó, SQM SQM Angel 50 à, xe này là xe chính hãng Angel 50. Cái xe này là cái xe 50 rất là phù hợp cho các bạn học sinh đi học rất là đỡ, bởi vì nhiều khi các bạn đi xe đạp nó cũng mệt, cũng vất vả, thì cái xe này nó cũng giá nó mềm mà nó 50 chạy nó rất là lợi xăng và nó phù hợp với lứa tuổi, chỉ đạt được phục vụ được cái việc đi đến nơi về đến chốn an toàn yên tâm. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 6.200.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe chiếc Attila Vega Attila. Chiếc xe này là Attila Victoria chân bấm thắng đĩa. Chiếc Attila Victoria chân bấm thắng đĩa. Và với chiếc Attila này, em này mang biển số 54L15198. Và với chiếc Attila này thì mình mong muốn bán với giá là 2.700.000 nha các bạn. Máy còn rất là êm, xe cũng còn khá là sạch đẹp. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe của hãng SQM, đó là Attila đời sau. Attila xe này là Elizabeth luôn nha các bạn. Attila Elizabeth màu vàng. Attila cản nhỏ, đời sau nó mới có cản nhỏ này nha các bạn. Và em này mang biển số là 59T125856. Và với chiếc xe Attila này thì mình mong muốn bán với giá là 4.700.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe của hãng Yamaha, đó là Yamaha Novo LX. Hay còn gọi là Novo 4 đó các bạn. Xe này cũng còn rất là sạch đẹp, sạch mới đẹp, xe sơn zin tem zin luôn. Nói chung đây là nguyên một chiếc xe Novo zin, cũng còn khá là đẹp. Em này thì mang biển số là 59F118127. Và với chiếc xe Yamaha Novo LX tem hoa văn đẹp như vậy thì mình mong muốn bán với giá là 8 triệu nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe nhỏ nhắn rất là xinh xắn, đó là chiếc xe Honda Click. Và với chiếc xe Honda Click này, em nó có hai cái màu hồng đen, nhìn nó rất là chắc chắn và rất là xinh xắn, rất là dễ thương. Đây là chiếc xe Honda Click Play. Và với chiếc xe Honda Click này thì em nó mang biển số là 59F212441. Và với chiếc xe Honda Click này hôm nay mình mong muốn bán với giá là 10.200. 10.200.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa, mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda AB. Đây là chiếc xe Honda AB đời 2008, bánh mâm thắng đĩa, màu đỏ. Xe này rất là bền, xe này là những cái xe này là đi được dạng nồi đồng cối đá nha các bạn, đi bền lắm, đi rất bền luôn, mà màu sắc nó cũng còn mới, còn tươi. Và với chiếc xe này, em này mang biển số 52F70705. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 10.100.000 cho một chiếc xe Honda AB đời 2008 này nha các bạn. Giấy tờ chính chủ đầy đủ hết luôn.
Tất cả là xe giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết. Và kế nữa là chiếc xe hôm nay là chiếc xe này là chiếc xe rất là dễ đi nè các bạn. Đây là chiếc xe Honda Future Neo. Đó, chiếc xe Future Neo màu xanh. Bánh căm, thắng đĩa, máy móc kim du nguyên zin. Còn đèn từ trên xuống dưới luôn các bạn các chị ha. Đó, chiếc xe Future Neo này màu xanh còn rất là đẹp, rất là mới luôn. Em này thì mang biển số là 52B71550. Và với chiếc xe Future Neo này thì mình mong muốn mình bán với giá là 16.500.000. 16.500.000 nha các bạn, 16.500.000 cho chiếc xe Honda Future Neo. Bánh căm thắng đĩa. Rồi, xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger tuyệt đẹp luôn. Đây là chiếc xe Honda Future đời 2001. Tuyệt đẹp, màu xanh nó rất là mới luôn. Xe còn rất là sạch đẹp, máy móc khô queo. Màu xanh Tiger rất là đẹp, rất là mới các bạn ơi. Quá đẹp. Cái xe màu xanh này thì quá đẹp rồi. Và với chiếc xe Future. Đó, chiếc xe Future đẹp từ trái qua phải nè các bạn, các chị thấy không? Đẹp mới, đẹp từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài luôn. Đẹp. Chiếc xe này mang biển số 59F1383115. Thì với chiếc xe này, với chiếc xe Future này thì mình mong muốn bán với giá là 18 triệu. Xe này hôm qua giờ có mấy anh chị gọi mà kêu lấy mà chưa có lên, thì thôi hôm nay em sẽ phép quay lại vậy nha. Và tất cả cái xe này một lần nữa mình xin thưa với các bạn các anh chị là xe là giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết. Mặc dù nó có rẻ hay mắc gì thì giấy tờ là cái pháp lý là quan trọng nhất, thì đều phải có giấy tờ đầy đủ ha. Và mình rất mong muốn các bạn các anh chị hãy tới tận nơi để trải nghiệm, cho dù xe nó mắc hay là nó rẻ gì, thì đôi khi cái người lao động chúng ta bỏ ra đồng tiền thì mình phải mua được cái sự hài lòng, mua được sự vừa ý. Thì mình hy vọng các bạn các anh chị hãy tới thử cho nó hài lòng, nó vừa ý, mình thử cho nó như ý mình rồi mình hẳn mua. Bởi vì đồng tiền nó kiếm nó rất là khó khăn, nên mình lúc nào mình muốn đem cái quyền lợi cao nhất cho các bạn là vừa ý, hài lòng và được nói chung thoải mái nhất nha. Và cuối cùng mình chúc tất cả các bạn các anh chị có luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp được nhiều cái thuận lợi trong cuộc sống nha. Và xin chân thành kính chào. Và hy vọng các bạn các anh chị hãy bấm nút đăng ký kênh giúp giùm mình để mình thường xuyên mình cập nhật những cái xe mà bình dân cũng như là phổ thông đến tất cả các bạn các anh chị nha. Và em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Cái xe này thì nó phổ thông rồi ha các bạn. Và với chiếc xe đầu tiên mình muốn xin giới thiệu đó là một chiếc xe Honda Rim. Đây là chiếc xe Honda Rim Thái bánh mâm. Rim Thái bánh mâm. Rim Thái bánh mâm. Mặc dù thì em nó không có đẹp nhưng mà bản thân nó là chất. Em nó vẫn là chất xe. Rim. Rim. Rim 2. Rim 2. Cabo nè, các bạn, cabo 25. 25 gì đó. 43 gì đó. Jim. Và em này mang biển số là 59C264386. Và với chiếc xe Honda Jim 2 Thái tem lửa. 7 số này thì mình mong muốn bán với giá là 12 triệu. Bởi vì xe này chưa có dọn. Nó cũng còn khá là xấu, 12 triệu. Và với một chiếc xe. Và với một chiếc xe dọn rồi nè các bạn, đây là chiếc xe dọn rồi nha. Đó, mình xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc xe Honda Jim 2 dọn rồi nha. Thì em nó khá là sạch sẽ và đẹp. Đó, em nó khá là sạch sẽ và đẹp. Jim 2 dọn rồi, bánh mâm thắng đĩa các bạn có thể thấy
mới tinh đâu, mới là mới dọn luôn đó. Vỏ cũng rất là dày, xe dày không đẹp, bẩn cũng mới. Nói chung là tất cả là cái xe làm rồi thì nó đương nhiên nó sẽ đẹp và nó mới hơn cái xe chưa dọn ha các bạn. Đó, lốc cũng sơn lại rồi đó, tem gấp Vibo đó, 2543 tem hồng đó. Đẹp, xe này nói chung là đẹp. Em này biển số miền Tây mình luôn nè các bạn, 66C1 32938. Và với chiếc xe Honda Dream 2 tem hồng à, dọn rồi rất là đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 14 triệu nha các bạn. À, và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Supreme. À, đây là chiếc xe Honda Supreme cũng chưa có dọn. Nói chung mấy cái xe này là ít có cái xe nào dọn lắm nha các bạn. À, mua về hoặc là đổi xe với khách thì sao thì để y vậy. Đó. Và với chiếc xe Honda Supreme này, nó còn zin này luôn. À, tem zin, sơn zin, tất cả là zin hết. Bấm điện còn nguyên. Máy móc im du. Em này mang biển số cũng dễ thương, 59D1 55744. Nói chung cũng còn rất là sạch đẹp, liền lạc. Và với chiếc xe Honda Supreme này thì mình mong muốn bán với giá là 14 triệu 800 ngàn. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Future tuyệt đẹp. Đây là chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger. Đó. Xe Future màu xanh Tiger còn rất là mới luôn, còn bóng bẫy luôn. Quá đẹp luôn ha, Future màu xanh Tiger. Không một vết chày luôn, mới tinh. Chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger này rất là phù hợp với cái cô chú đứng tuổi, đi nó rất là đẹp nha. Future này đi cũng đẹp lắm. Em này nó mang biển số là 59F1 38315. Và với chiếc xe Honda Future màu xanh Tiger này còn khá là đẹp như thế này thì mình mong muốn bán với giá là 18 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Future Neo GT. Đây là chiếc xe Honda Future Neo GT bánh mâm thắng đĩa. Bánh mâm thắng đĩa Future Neo GT bánh mâm thắng đĩa. Và với chiếc xe Honda Future Neo GT bánh mâm thắng đĩa này em nó có màu đen xanh, á đen xám và xanh. Và chiếc xe này là rút hồ sơ sẵn rồi nha các bạn. Xe này hồ sơ rút cầm tay sẵn rồi. Và với chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 26 triệu 500. 26 triệu 500. Chiếc xe này là đầu nồi chưa rớt, máy móc nguyên zin, mặc dù em nó cũng còn hơi là xấu. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Honda Way Thái. Đó, đây là chiếc xe Honda Way Thái 110 nha các bạn. Way Thái 110 màu xanh vỏ dưa. Quay Thái này rất là bền, đi rất là ngon. Đó, cái chiếc quay này á là đi rất là đã. Nói chung là nếu mà các bạn, các anh chị nào đã từng chạy xe qua xe Quay Thái thì em xe Quay Thái này là một trong những chiếc xe chạy rất là bền, rất là nhỏ gọn và chạy rất là bền, đúng không? Quay Thái góc đen, chạy rất là bền, rất là ngon. Và em này á thì mang biển số là 51Z3 5098 5098. Và với chiếc xe Honda Way 110 Thái này lốc đen thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 23 triệu nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu chiếc xe Honda Jim 2 Thái tem lửa. Jim 2 Thái tem lửa 7 số. Một cái xe nó cũng còn khá là zin. Các bạn thấy chị thấy không? Đầu xám, đầu bạc, đầu màu gì cũng còn zin hết. Dù xe nhìn nó rất là cũ. Cũ
cũ là cũ theo cái năm tháng đó nha các bạn, nhưng mà bóng điện cũng còn nguyên, quan trọng nhất là bóng điện còn nguyên, tem đắp còn nguyên, bô phô, nói chung là xe rin. Và em này mang biển số cũ luôn, 50M3 2240. Và với chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa 7 số này thì mình mong muốn bán với giá là 27 triệu, 27 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là một chiếc xe, chiếc xe này là chiếc xe Honda Future X, chiếc xe Honda Future X FE phun xăng điện tử, bánh mâm, bánh cầm thắng đùm, bánh cầm thắng đĩa này chứ. Chiếc xe này là chiếc xe Honda Future X, bánh cầm thắng đĩa, màu đen xám, còn rin luôn. Có hệ thống phun xăng điện tử FI nên chạy rất là ngon, chạy rất là lợi xăng và rất là bền và bóng. Và với cái chiếc xe Honda Future X FI phun xăng điện tử này thì hồ sơ cũng rút sẵn rồi nha các bạn, hồ sơ cầm tay, hồ sơ rút sẵn rồi cầm tay luôn. Và với chiếc xe Honda Future X mà rút sẵn hồ sơ này thì mình mong muốn bán với giá là 26 triệu 800, 26 triệu 800 nha các bạn, 26 triệu 800. Và khi các bạn, các anh chị thấy hồ sơ cầm tay vậy là được có một cái rất là lợi, chúng ta về chúng ta có thể nhập vô ngay tại tỉnh nhà hoặc là quận nhà chúng ta, bất cứ chỗ nào thì chúng ta ra biển số mới chỗ đó luôn. Và cái xe này chúng ta còn khá là nguyên bản, vậy là rin hết từ trên dưới luôn, rin thì chúng ta về chúng ta dọn lại mà ra biển số mới nữa là cái xe này nó cứng lắm và nó giá trị nữa. Và một lần nữa mình xin thưa với các bạn, các anh chị là chiếc xe này thì mình mong muốn bán với giá là 26 triệu 800. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là cái chiếc xe Suzuki, đây là chiếc xe Suzuki Acelo, đây là chiếc xe Suzuki Acelo bánh mâm thắng đĩa, hai thắng đĩa an toàn luôn, hai thắng đĩa an toàn trước và sau, hai thắng đĩa an toàn trước và sau, tạo cái cảm giác chúng ta đi nó rất là an toàn và rất là chắc chắn. À, cái gì mà của Suzuki mà thường là thiết kế là mình thấy nó toàn là chắc cú không các bạn, chạy ngon lắm. Và em này mang biển số là 59U1 54557. Và với chiếc xe Suzuki Acelo này, chiếc Suzuki Acelo này hai thắng đĩa an toàn trước sau, mà có một cái giá, một cái mức giá đề nghị là rất là mềm, nghe nó hợp lý lắm các bạn. Và với chiếc xe Suzuki Acelo này thì mình mong muốn bán với giá là 10 triệu nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và tất cả xe đều là giấy tờ đầy đủ, nghiêm chỉnh, chính chủ hết. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Xe Honda Super Cup 50, chiếc xe Honda Super Cup 50 này thì rất là phù hợp cho các bạn học sinh hoặc là những cái công việc mà chúng ta cần cái độ bền của xe, cũng như là đi mà nó ngon, đi đường ở trong vườn gì đó, ví dụ như vậy các bạn. Tại vì mấy cái xe này thấy nó cũ cũ, nó xấu xấu vậy mà nó bền lắm các bạn, đi đường đèo đường núi cũng được luôn á. Mình thấy mấy anh chị ở trên vùng Tây Nguyên cũng hay dùng mấy cái xe này chở vật tư. Và với cái xe này em nó mang biển số 53VB2411. Thì với chiếc xe Honda Super Cup này thì 81 50 này thì mình mong muốn bán với giá là 6 triệu 700 ngàn, 6 triệu 700 ngàn nha các bạn. Rồi, xin các bạn anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe Yamaha, chiếc xe Yamaha Jupiter này là của Nhật nha các bạn. Bánh mâm, bánh kiểu luôn, bánh giống như bánh Accenter hay sao anh. Bánh mâm Jupiter. Và chiếc xe này máy cũng rất là ngon, và mua về chỉ có chạy thôi. Nói chung cái dạng xe này là xe phổ thông mà, thì hình thức thì nó không có đẹp, hình thức thì nó không có đẹp, nhưng mà nó được cái đi đến nơi về đến chỗ ngon lành, ngon lành cành đào. Giá tiền phải chăng. Và em này mang biển số là 18 luôn, F99079.
đó. Và với chiếc xe này, xe chính chủ luôn nha các bạn, thì mình mong muốn mình bán chiếc xe Jupiter này, chiếc Jupiter này với giá tiền là 5.800.000. 5.800.000 nha các bạn, 5.800.000 đó, 5.800.000. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe này là chiếc xe, để coi chiếc xe gì ta, Honda Way. Đây là chiếc xe Honda Way F110, Way F110 màu đỏ, bánh mâm kiểu luôn nè các bạn đó. Way F110, mấy chiếc xe này thật ra là mấy cái dạng xe mà phổ thông bền, mua về là chạy ok luôn đó. Way F110, em này mang biển số là 54S58949. Và với chiếc xe Way S110 này cũng còn khá là sạch sẽ này, thì mình mong muốn bán với giá là 7.400.000, 7.400.000. Rồi, xin cảm ơn. Và kế nữa là mình xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Honda Way. Way này là Way S nha các bạn, Way S màu đen. À, Way S màu đen, bánh căm phấn đậm. À, Way S màu đen, bánh căm phấn đậm. À, và với chiếc xe Honda Way S màu đen xám này. À, chiếc xe Honda Way F đen xám này, em nó mang biển số là 59S207873. Thì với chiếc xe Honda Way F màu đen xám này thì mình mong muốn bán với giá là 9.400.000 nha các bạn. Rồi, mình xin cảm ơn. Và kế nữa là mình muốn xin giới thiệu với các bạn, tên chị, chiếc xe Honda Way lốc nhỏ, Way Alpha lốc đen màu xanh vỏ dừa. À, chiếc xe Way Alpha còn khá là sạch. Pha này em nó mang biển số là 52U2 8473. Và với chiếc xe quen pha này thì mình mong muốn bán với giá là 10 triệu nha các bạn, 10 triệu. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Và kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe này là chiếc xe Way A, chiếc xe Way A. À, chiếc xe Way A màu đen này còn khá là mới, rất là mới đời, rất là cao. À, màu đen, lốc đen. Mấy cái xe này chạy ngon lắm các bạn. Mấy cái xe này chạy rất là ngon. Lốc đen zin luôn. Đây này là zin nguyên bản luôn, đầu nồi chưa đớt gì hết nha các bạn. Và em này mang biển số là 59C140902. Và với chiếc xe Way Alpha mẫu mới này, đời mới này, đẹp ơi là đẹp này, thì mình mong muốn bán với giá là 12.100.000, 12.100.000 nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn. Kế nữa là mình cũng xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe Yamaha. À, chiếc xe Yamaha này là chiếc xe Yamaha xuyên lúa DRC FI phun xăng điện tử. Rồi, cũng rất là cao. À, em này nó đi màu đen xám, bánh mâm bánh đĩa nên nhìn nó rất là chắc chắn. À, và nói chung là mấy chiếc này là đi xa này các bạn, các chị yên tâm, vô tư. Không những thế mà chạy nó còn bốc nữa, đã lắm, đời mới mà, phun xăng điện tử chạy nó rất là bốc. Và em này mang biển số là 59X3 10819. Và với chiếc xe Yamaha Sirius RC FI phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa này thì mình mong muốn bán với giá là 14.300.000, 14.300.000 nha các bạn. Rồi, cảm ơn. Và kế nữa là
mình muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Future. Đây là chiếc xe Honda Future 125 FE phun xăng điện tử, bánh mâm phóng đĩa, cũng còn khá là sạch đẹp. Chiếc xe này là một trong những cái xe tiết kiệm nhiên liệu cũng như là tiết kiệm xăng, thật ra là tiết kiệm tiền mà đi xa nó cũng rất là ok. Và với chiếc xe này em này mang biển số là 59E130457. Đây là chiếc xe Honda Future 125 FE phun xăng điện tử, cũng chính chủ nên mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 14 triệu 800 nha các bạn. Và tất cả những cái xe này đều giấy tờ nghiêm chỉnh, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ hết nha các bạn. Và mình rất là mong các bạn, các anh chị hãy tới chạy thử cũng như kiểm tra xe, thử xe, test xe với đủ mọi hình thức. Và sau khi thử xe, test xe với đủ mọi hình thức thì các bạn, các anh chị hãy lựa chọn cho mình một cái nào mà nó phù hợp nhất. Rồi, và cuối cùng thì mình xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị. Chúc tất cả các bạn, các anh chị luôn luôn được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Xin trân trọng kính chào.